Wow. Ivy nhanh lên. Ôi, mẹ ra khỏi đầm lầy của con đi. Được rồi bé Shrek, nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ đây nhé. Chào buổi sáng bé yêu. Chào buổi sáng mẹ yêu. Giúp mẹ làm bánh kếp đi nào. Ghê quá. Mình có ý còn hay hơn nè. Mình thích slime. 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 Trời đất ơi, cái gì đây hả? Đi học ngay. Vâng ạ. Ô, gái ơi. Chào gái. Tay cậu to như hâu cô nà. Ý cha. Vì mình hay làm slime mà. Ivy buddy à. Anna, bắt lấy nè. Cậu điên rồi. Cả lớp vào tiết thôi nào. Giờ thi thực hành nhé các em. Mình còn có ý tưởng hay hơn nhiều. Slime. Wow, Anna nhìn nè. Thôi, tôi bỏ cuộc. Em đang làm cái gì vậy hả? Ra ngoài ngay. Chỉ có cậu mới hiểu mình thôi. Cái gì vậy trời? Cái tiếng đó phát ra từ đâu vậy? Này, cậu có ổn không? Mình đang thư giãn một tí. Cậu muốn thử không? Được chứ. Chà, cũng được đó, nhưng mình phải đi ra đây một tí. Ok. Vì mình xin lỗi, tụi mình làm hòa nha. Không sao đâu. Đâu có sao đâu. Uống nước hem. Ý, cảm ơn. Cái gì thế này trời. Biết gì không, tránh xa tớ ra. Tránh xa tớ ra. Khoan, mình chỉ muốn. Trời ơi. Ghét thật chứ. Wow. Chờ tí nào. Ivy quá xuất sắc. Chắc là Anna rồi. Này Anne, mình xin lỗi về chuyện Pete. Thì mình mang cho cậu một cái pizza này. Wow, vào đi. Ngồi đi nè. Mình thích pizza cực. Ăn thôi nào. Cậu muốn xem cái bánh pizza slime của mình không? Cũng được. Xem nào. Đây nè. Mình cũng có cái này. Cái này. Muốn xem con slime đầu tiên của mình không? Nhìn này, thú vị lắm, đúng không? Chà. Mình biết rồi. Wow, tuyệt.
tuyệt quá đi. Cái này, cái này và cái này nữa. Wow, đây, đây, quá tuyệt. Thích quá đi, mình sẽ lấy cái này. Chắc sẽ vui lắm đây. Đến lúc quẩy rồi đây. Trời đất ơi, có trộm bà con ơi. Ai? Mau ra đi nhanh. Chỉ là một con slime. Nhìn xem con làm được cái gì nè. Ivy. Chả công bằng tí nào. Nếu mình chuẩn. Mẹ ơi, con dọn xong rồi ạ. Thật không? Xem nào. Ấy chà chà. Nhờ slime đó mẹ. Đây, như này này. Thật đấy à? Wow, đúng thế nhỉ. Thế mà mẹ không biết. Con đã bảo rồi mà. Chứ. Cảm ơn. Anh ơi, cho cậu này. Mấy đứa quỷ này. Ngốc nghếch. Mấy đứa chết với chị. Trông em ổn đấy, Anna. Đến lúc rồi. Có ai xung phong lên bảng làm bài không nào? Em ạ. Được rồi. Gì đây? Không. Nào thì đừng có bạc chị đi nha. Mời em. Này Ivy. Ơi. Tớ chỉ muốn nói với cậu là tớ. Tớ biết rồi. Cái gì kia? Của tớ mà. Con đã. Ôi tớ sợ quá. Mình biết mình phải làm gì rồi. Đáng đời chứ hả? Ừ. Sẵn sàng rồi chứ. Yeah.